Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy gắng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Thôi bây giờ cầu cho cái linh hồn này đi, nó được giảng sanh đi, phải không? Thầy chỉ rõ đường đi nước bước rồi, tìm cực lạc đây rành đường ngõ. Còn cái thân này nó làm sao thầy kể quý vị ơi. Lỡ nghèo hơn sớm riện chút không sao, cái nhà nhỏ hơn chút cũng không sao, mà quan trọng nhất cái tướng mình lực hơn, mà mình niệm Phật ít hơn ta, mình giàu hơn mà làm phước ít hơn ta, là coi chừng mình thua cái chỗ đó. So đo về phương pháp tu tập, đừng so đo về của cải. Tại vì trong cái thời kỳ này, của cải này cuối cùng rồi, nhắm mắt xuôi tay, nó sẽ bỏ lại tất cả, và những gì chúng ta tu được chúng ta mới đem theo được. Cho nên thầy dạy nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem dài hầu non, chỉ có tàu trước hãy còn, phải không? Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Chết rồi mà không có tu, chết rồi mà niệm Phật thiếu công đức, không đủ điều kiện về Phật, không đủ điều kiện giảng sanh, lúc đó còn tính còn toan gì nữa quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Kính thưa quý ông quý bà, quý chú bác và anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Hôm nay tức là ngày 25 tháng 7, cái máy nó không bên hay gì ta? Hết pin hay gì rồi? Có rồi. Ngày 25 tháng 7 năm Giáp Thìn cũng là ngày chánh lễ kỷ niệm cho thân phụ của anh Cường. Được tất cả chư đồng đạo chúng ta trở về đây để thể hiện lên một cái tinh thần yêu thương lẫn nhau như con một cha, và trợ giúp cho nhau trong khi hữu sự, giúp gia đình của huynh và thím bảy làm tròn một cái tinh thần của người sống còn đối với người quá giảng. Kính thưa quý vị, thì cái thì giờ dân chay phẩm và cầu nguyện chưa đến, đồng đạo chúng ta tận dụng cái thì giờ dư động lại để trao đổi đôi nét Phật pháp, cùng nhắc nhớ cho nhau trên bước đường tu tập, nghĩa là tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Kính thưa quý vị, thì hôm nay bảy siêu được cái nhân duyên, đủ cái duyên lành để gặp gỡ quý vị và trao đổi qua cái giờ đầu. Kính thưa quý vị, Phật pháp thì vô biên, mình không thể nào mà đem cái tâm phàm mà diễn giải làm sao mà cho nó hết được. Nhưng mà cái sự tu tập đó thì mình bàn luận trong những cái gì mình học được và mình tu được, để cùng đồng đạo với chúng ta tham khảo để chúng ta tu chung. Kính thưa quý vị, vạn vật cái thì vốn vô thường biến ảo, như đám mây lơ lửng giữa bầu trời, khi thì hợp khi thì tan, sâu chuỗi thời gian thì âm thầm lặng lẽ trôi qua, để lại cho chúng ta những sợ hãi khổ đau và nuối tiếc. Khi chúng ta có mặt trên cõi đời này thì chúng ta mang cái thân này đều là thân nghiệp cả quý vị, và cái quyết định khổ hay vui là do cái hạnh nghiệp của đời trước, mà chúng ta có cái chánh báo và cái y báo trong cái hiện tại này, khổ hoặc vui, sung sướng hoặc là buồn rầu, giàu hoặc nghèo, bệnh tật hay là mạnh giỏi, sống lâu hay là chết yểu. Vì vậy Đức Phật cho biết là dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả mà kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước thì hãy xem quả hưởng của đời này, mà muốn biết quả đời sau hãy xem nhân hiện tại. Cho nên tôi cùng quý vị đó, mình ở đây xét về người khác thì mình không hiểu nhiều, nhưng chính bản thân của mình đó, chánh báo của mình như thế nào, đang ở trong giai đoạn nào, và cái y báo là cái của cải nó kèm theo, thì mình phải biết quý vị.
đó là hành nghiệp xấu hay tốt. Như vậy thì bây giờ cái hạnh nghiệp của mình đã tạo đời trước đã tốt rồi, thì bây giờ tốt nữa thì nó càng tốt, đi đến cái chỗ an lạc thế gian và giải thoát trong một kiếp này. Còn nếu nó đã lỡ cái hạnh nghiệp mình xấu rồi, mình chịu khổ đau, thì bây giờ sửa cái xấu đó nó trở thành cái tốt, cái gì. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải nhờ cái đạo đức và lời dạy của Đức Phật, Đức Thầy, chúng ta mới sửa, chứ không mấy chúng ta không biết đường sửa. Cho nên trong thời gian trao đổi qua 4-50 phút, Bảy Siêu sẽ dùng cái thời giờ đó trích ra 4 câu giảng trong một cái quyển nhì, tức là cái quyển Kệ Dân của Người Khùng, mà Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 12 tháng 9 năm 1939, dài 476 câu, trích ra 4 câu để trao đổi với vị. Chứ nếu nói cái mệnh đề thì 40 phút, 50 phút nó không đủ ha, quý vị quan nghĩ. 4 câu giảng đó là: theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi thiên thánh. Đây là lời chỉ dạy của Thầy. Kính thưa quý vị, anh Thanh Sĩ cho biết kệ kinh nhiều kẻ đọc suông lý kinh không hiểu là như luồng gió qua. Kinh kệ chỉ là nêu đường xá, học xong rồi thì khá mau đi, coi xong mà cứ ngồi lì, kệ kinh không thể thay đi cho mình. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu lời dạy của Đức Thầy. Ngài dạy cái gì, mình làm cái gì, để đạt kết quả gì, đó mới là cái vấn đề quan trọng. Cho nên nhiều khi đó, 4 câu giảng này tôi nghĩ đồng đạo chúng ta ai cũng thuộc hết trơn. Không những thuộc 4 câu giảng này mà thuộc luôn cả cái quyển nhì luôn nữa. Mà không riêng quyển nhì mà 5 quyển rồi quyển 6 cũng thuộc nữa. 214 bài đó, 107 bài quý vị cũng thuộc nữa. Nhưng mà chú thích lại từ câu, từ chữ, từ lời, thì nhiều khi chúng ta chưa có dở lẽ chỗ này được quý vị. Cho nên quan trọng nhất làm sao chúng ta phải hiểu được lời Thầy chỉ dạy, thì đó là cái con đường đi mình đi nó mới đúng. Đây là La Bàn, phải không quý vị? Mà nếu mình không hiểu, tôi nói quý vị đó, tu lạc đường hoài à, tu hoài đó mà thấy không có tiến bộ, cũng như học trò mà học hoài không lên lớp thì chán nghỉ à, phải không? Cho nên mình tu đó mà Thầy nói thấy một đàn thẳng bẳng mà mê đó, ôi chừng đó mới là mầu nhiệm, hay là mùi đạo diệu chúng dân chán kiến, kể thời kỳ khó gặp đặng ta. Cho nên bây giờ trong cái thời giờ 40-50 phút, Bảy Siêu sẽ tận dụng trình bày 4 câu giáo lý trên. Cái câu đầu tiên là: theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Cái từ theo ở đây đó là cái nghĩa của nó là đi theo hoặc bắt chước hoặc làm theo. Cái nghĩa này gọi là quy y Tam Bảo đó quý vị. Nhưng mà đạo lý là gì? Tức là lý của đạo là lời chỉ dạy của Phật khi xưa, mà được nhiếp lại là Tam Tạng Kinh Điển và lời của Đức Thầy hôm nay năm 1939, gọi là đạo lý. Tức là lý lẽ của đạo qua chỉ dạy của Đức Phật và Đức Thầy. Như vậy thì theo đạo lý ở đây đó là Đức Thầy muốn nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm đi theo cái con đường mình làm, tức là quy y với Tam Bảo và làm theo lời của Đức Phật và Đức Thầy chỉ dạy. Cái nghĩa của từ theo đạo lý. Có nhiều khi đó quý vị thấy đó, người ta ở trên đời này đó đâu phải người ta dễ theo đạo lý đâu, phải không quý vị? Sống ở trên thế gian này, bây giờ quý vị đến thôi, từ nhà mình mà đi tới chợ đó quá xa vậy, tính ra đó là vài trăm cái gia đình, nhưng mà theo đạo lý chỉ có 1-2 cái gia đình mà thôi. Cho nên cái lợi lạc của cái việc theo đạo lý là quy y tu tập, người ta không hiểu. Người ta nghĩ cái người tu tức là buồn chán gia đình vì nghèo khổ, yếm thế thất tình gì đó đi tu. Chứ người ta không có nghĩ cái đường tu là đẹp, cái đường tu là giải thoát, cái đường tu là an lạc, cái đường tu là dứt luân hồi sanh tử. Người ta đâu có nghĩ vậy quý vị, phải không? Cho nên cái từ theo đạo lý ở đây là muốn nói quy Tam Bảo và chúng ta làm theo lời Phật và Thầy chỉ dạy. Vậy thì quy Tam Bảo tức là quy Phật là khỏi đọa địa ngục, mà quy Pháp là khỏi đọa ngạ quỷ, mà quy Tăng là không đọa vào súc sanh. Nghĩa là Tây Phương Võ Thọ Ký là Diêm Phù Xóa Tên. Vậy thì cái người mà quy y Tam Bảo rồi đó là người này con của Phật. Bây giờ đó quỷ nó không có theo dõi nữa, phải không quý vị? Tức là mình con của Phật.
thì từ đây trở về sau mình làm cái gì, làm theo Phật được cái gì, việc làm bao nhiêu để Phật ban thưởng cho mình nè. Cho nên cái nghĩa theo đạo lý là gì? Nhưng mà đạo lý bây giờ đó nó nhiều chỗ lắm quý vị ơi. Thầy nói đó, đạo với lý từ đây nhiều chỗ phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Cho nên quý vị thấy đó, có người ta tu theo nhiều đạo giáo lắm. Ở trên đời này là 6 tôn giáo lớn, còn tất cả những vị mà ta thờ thần đá, thần núi, thần non, ta thờ nhiều lắm. Mà quý vị nghĩ cái cách thờ như vậy, cái cách tu như vậy thì cái kết quả của nó thì quý vị cũng tự biết rồi, phải không? Cho nên đó, mình phải chọn nơi nào cái đạo chánh. Mà đạo chánh ở đây đó là có một lần đó là có một ông Hương Bộ Thạnh, ông mới đến tổ đình Hòa Hảo, ông mới hỏi Đức Thầy. Cái Đức Thầy mới nói có nhiêu đó mà ông cũng từ đó lặn lội xuống đây hỏi tôi. Đạo chánh tức là cái đạo nào mà có bát chánh đạo, đó là đạo chánh đó quý vị. Cho nên Đức Thầy chúng ta ra đời đó là Thiền Lâm Phật Thích thở xưa kia, Phật Non Tiết thở xưa kia, bát chánh Non Tiết rèn ra bát chánh kìa, phổ quá dân lành trong khắp chốn mà hoàn cầu bốn biển khắp trên biên. Tức là có bát chánh đạo là đạo chánh. Vậy thì bây giờ mình quy y, tức là làm theo lời chỉ dạy, đó là đi theo một cái con đường của đạo Phật rồi đó quý vị. Chứ hồi trước giờ mình đời đó muốn làm sao làm, mà bây giờ mình là con của Phật, mà đặc biệt bây giờ là tín đồ của đạo Phật, tức là tín đồ của Đức Thầy. Nhưng mà Thầy nói là nhất tâm mới kịp. Nhất tâm là gì? Cái từ nhất tâm tức là một lòng, tức là một lòng theo đạo, một lòng hành đạo, một lòng học đạo, một lòng theo đạo, và tới chết rồi chúng ta cũng ăn nằm trong cái đạo. Sống sanh ra phận rau mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Chứ giờ không phải mà nghèo mà tu rồi khá khá là bỏ, là cái này không phải là nhất tâm, mà nó tới nhị tâm nè, phải không? Rồi không phải là bây giờ mình đang tu đây mà nghe người ta nói ông kia ông xuất hiện ra ông có pháp môn gì, ôi bây giờ tu không cần cúng lại, không cần ăn chay, mình thấy tánh của mình vậy là đắc đạo. Tánh ở đâu thấy? Tánh ở đâu mà thấy? Mà khen nứt khen nở đó, bu lợi cứ nói ông đắc đạo hoài, hỏi đạo lý cái ông kê lỗ tai, ông hỏi gì nói nghe coi, vậy thấy tánh gì đâu. Nói mà mắc kê lỗ tai, nói lớn lớn chút mới chưa nghe mà vậy mà cũng cho ông đắc đạo đi theo. Vậy ông này hay hơn thầy, mà hồi đó ông quy y với thầy tôi không có nói tên, hồi đó cũng đi làm đạo chung với tôi hoài. Vậy đó mà bây giờ người ta cho là ông này thấy tánh á, đắc đạo, ông nói ông đi dạo 33 tầng trời luôn đó, vậy mà cũng tin nữa. Bây giờ theo ông đó giờ đâu còn cúng lại nữa. Bị ông nói chỉ cần thấy cái biết của mình thôi, thấy cái tánh của mình thôi. Hỏi giờ còn ăn chay cúng lại rồi mình đi đắc không? Ông nói khỏi, thấy tánh mình là đắc. Mà thật sự đạo là thấy tánh đó quý vị à, mới đắc. Mà thấy tánh rồi mình phải đi một vòng. Trước nhất mình phải tánh, thấy cái tánh chúng sanh. Cái tánh chúng sanh là ham ăn nè, ham ngủ nè, tham danh nè, tham lợi, tham quyền, tham tài, tham thế, phải không quý vị? Đó là cái tánh chúng sanh. Mà thấy nó rồi phải diệt trừ nó thì mới thấy được cái thật tỷ chân như, tức là cái tánh Phật. Mà bây giờ kêu bỏ cúng lại đi, bỏ niệm Phật đi, rồi tánh ở đâu thấy quý vị? Vậy đó mà người ta bu theo, ta cho đắc đạo không? Mấy ông nội này tu kiểu là biết á, nghĩ cúng lại luôn. Rồi bây giờ ăn thịt ăn cá rồi giờ thấy tánh là đắc đạo à? Ờ tôi cho ông ăn đi rồi ông thấy. Ông thấy mà tầm quảng dương ở dưới á, chứ đâu mà thấy tánh, phải không quý vị? Cho nên thầy nói theo đạo lý nhất tâm, tức là một lòng theo đạo. Mình đã theo thầy rồi, mình phải tin tưởng thầy mình là Phật. Tôi nói đó, thật sự ra giờ này mà không tin nữa thì làm sao mà tu được quý vị? Năm 1939 không tin thì phải rồi, chính Đức Ông mà còn không tin nữa mà, phải không? Đức Ông còn đâu có tin thầy đâu, đâu có tin Phật đâu. Nhưng mà sau khi đi Tà Lơn về đó thì Đức Ông mới nói mấy ông gặp vàng thiệt rồi mấy ông ơi, chuyện này gặp Phật thiệt rồi. Chứ nhiều khi Đức Bà lúc đó ngồi ao ước thấy đứa trẻ, nói phải chi mình cũng có con, phải có dâu, có sanh con. Cái Đức Thầy nói bà cả, bà đừng có ước, sau này mà con dê đực nó đẻ đó ha, thì thôi con cháu mà xài không hết. Đức Ông nó rầu là tới rồi, lên cơn nữa rồi, đâu có cho thầy mình là Phật, nó tới nữa rồi đó, lên cơn nữa rồi, nói thầy vậy đó. Rồi thậm chí đó, có một lần đó, Đức Thầy ở tại tổ đình, nó có số anh em ở trên chợ mới đó, người ta mới đi xuống nghe Đức Thầy để giảng giải đạo lý.
mà xuống tới về dưới tổ đình rồi thì gặp Đức Thầy đó với những cái người đồng đạo đó đang khiêng mấy ông tà thần gì dục xong đó, thì mấy ông cũng đứng lại coi. Có cái người ta chèo đó, hai người ta chèo, mà ở trong thì người khoảng 40 tuổi đó bệnh nặng lắm, có người trông coi. Đó, cái Đức Thầy nói bệnh thì ghé vô đây tôi trị bệnh cho. Nói vậy thôi thì lo khiêng xong rồi Đức Thầy mới đi về. Về xong rồi hai người mới chèo, chèo riết rồi tới bên tổ đình. Tới bên tổ đình rồi bắt đầu làm như cái duyên nó tới chèo đâu có nổi đâu. Cái ghé vô, cái ghé vô hỏi gặp Đức Bà đang giặt đồ, hỏi bà ở đây mà có ai trị bệnh không. Đức Bà chưng hửng, có thằng con tôi nó ba trận, nó ba lơn, nó trị chứ ai, ở đây có ai đâu trị. Chứ Đức Bà mà còn nói vậy, nó con tôi đó, nó ba lơn ba trận, nó đi trị bệnh chứ có ai đâu. Thì Đức Thầy từ trên tổ đình đi xuống, nó tới rồi sao không đem lên tôi trị cho. Thì hai người cứ ngượng ngượng, đâu có tin Đức Thầy là Phật đâu. Chính Đức Bà còn nói vậy mà, nó thôi đem lên đi. Cái người về, cái người vợ bên trong nói thôi bây giờ lỡ rồi tới đây rồi nó đem lên con này không trị coi sao, chuẩn bị lấy mền căng đừng khiêng lên. Không nói gì mà dữ vậy, thầy nói cái gì mà dữ vậy, kè đi là được rồi. Đó, hai ông mới bè ông lên, lên tới tổ đình để cho nằm trên cái bộ dáng á. À, nằm trên bộ dáng với cái gương mặt là xanh xao yếu ớt của cái người mà nó làm như là nó sắp chết vậy quý vị, bệnh lâu ngày đâu ăn uống gì được đâu. Thầy hỏi có thấy đói bụng không, ông nói dạ đói. Rồi thầy hỏi muốn ăn không, nói dạ muốn ăn mà ăn không được. Thầy nói muốn ăn thì ăn được cái gì, vô nhà thầy múc cho một chén cơm, nửa chén tương hột sắc mấy miếng chuối sống ra mà kêu ăn, quý vị nghĩ có ai bệnh gần chết mà ăn gì được không, phải không? Cho nên đó, đồng đạo những người ta đứng ta coi, lúc đó Đức Thầy dùng diệu của tiên gia để trị bệnh mà, nhìn thấy cái giật mình hết trơn, nghĩ trong bụng ông đạo này không cho ăn kiểu này chắc ông này cũng chết luôn, chết luôn chứ sống gì nổi. Đó, ông nằm nghiêng qua cái ông ăn hết chén cơm với chuối với tương hột. Thầy hỏi muốn ăn nữa không, ông nói dạ muốn. Thầy múc thêm nửa chén nữa, ăn xong rồi đó thì thấy mặt mày ông tươi tỉnh lại, cái thầy hỏi muốn ngủ không, nói dạ muốn ngủ mà ngủ không được. Thầy nói muốn ngủ thì ngủ được chứ gì. Nói vậy xong cái từ từ ổng liêm diêm cái ông nằm ngủ. Thì ngủ thì nằm đó, ai coi thì coi, nhưng mà Đức Thầy lo trị bệnh những người khác. Khoảng chừng tiếng đồng hồ rồi, bắt đầu ông ta mới mở mắt ra từ từ, cơ thể nó khỏe dần. Cái thầy hỏi sao, thấy trong người sao? Từ hồi ông lại đây tới giờ ông thấy sao? Nó dạ 10 phần tôi bớt hết 7. Thầy hỏi sao dữ vậy? Ăn chuối sống với tương hột được không vậy? Cho nên lúc đó đó, cái Đức Thầy hỏi bây giờ ông muốn cái bệnh của ông hết tiệt không? Nó dạ muốn. Thì Đức Thầy cầm cái cây viết với tờ giấy ra, ông ghi đây nè, từ đây trở về sau đó nếu ai mà lợi đó thân đưa khởi kiện thì có sao ông làm vậy, ông đừng có sửa bổ là đổi cao sửa mà sửa đổi là cạo sửa, nó tội dữ lắm cái nghiệp ông từ đó đó. Cho nên lúc đó ông này mặt mày cũng xanh dần hết trơn. Thì đó người ta mới hỏi ra đó là biết ông này ông luật sư, cái chuyện quấy chuyện phải là ông cạo sửa, ông lấy tiền ta cho nên cái tội ông nặng vậy đó. Đó, thì qua cái câu chuyện trên chúng ta thấy rằng đó, từ lúc Đức Thầy khai đạo đó thì đâu có ai cho Đức Thầy là Phật đâu quý vị. Cái người mà có duyên dữ lắm thì người ta đến với Đức Thầy người ta mới cho thầy là Phật. Mà thậm chí tới Đức Ông luôn mà Đức Ông cũng không cho thầy là Phật, mà Đức Bà cũng vậy. Nhưng mà sao thầy dùng quyền diệu rồi, thầy độ từ từ, phải không? Chứ không phải là tự nhiên thầy hiển thị thần thông, bây giờ đi mây về gió ngồi trên tòa sen. Thời này thầy không có làm vậy quý vị, phải không? Thầy không có làm vậy. Cho nên nhiều người đó có cái duyên với Phật rồi thì tự nhiên Phật độ mình à. Đó, mà quý vị thử nghĩ coi bây giờ quý vị tu với Đức Thầy quý vị có duyên chưa? Thầy nói duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, phải không? Tiền kiếp mình gặp thầy rồi, mình có tu rồi, nhưng mà không biết tu sao đó, tu chưa có hết lòng, chưa có nhất tâm, phải không? Còn á, chuyện này chuyện nọ sau đó cho nên không có đắc đạo thành công, bây giờ mới tu nữa. Thầy nói vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên còn phải đầu thai làm con người ở cõi thế gian. Cho nên hôm nay mình đầu thai cõi thế gian mà mình gặp Phật, mình tu nữa thì nó quý biết điều nào quý vị. Cho nên thầy nói cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, thế nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Cho nên quý vị đó, làm được cái thân người mà gặp Phật Pháp không phải là dễ đâu quý vị à. Có một lần ở trong giường Lâm Tỳ Ni đó, tức là cái giường của các cô độc đó, Đức Phật đang đi một tăng đoàn thì ngồi xuống, Đức Phật lấy một cái móng tay dít một miếng đất lên. Đức Phật hỏi này A Nan,
Như vậy thì đất trong móng tay Thế Tôn nhiều hay là ở ngoài đại địa nhiều? A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, trong móng tay Thế Tôn rất ít và ở ngoài đại địa rất là nhiều. Đức Phật nói cũng vậy tới A Nan à. Làm được người đó là nó ít như đất trong móng tay Thế Tôn, mà làm thú vật sanh cầm đó nó nhiều như sơn hà đại địa vậy đó quý vị. Cho nên đó, Đức Phật mới tỉ dụ. Có một lần ở buổi chiều bên cái dòng suối, Đức Phật mới tỉ dụ thuyết pháp xong, Đức Phật mới hỏi A Nan: "Này ông A Nan, ở một cái biển khơi 100 năm đó mới có cái bọng cây trôi ngang một lần, mà ở trong đó là có con rùa mù. Như vậy thì cái bọng cây trôi đi hướng Tây, hướng Đông thì con rùa nó nổi ở hướng Tây, mà bọng cây trôi hướng Tây thì con rùa nó nổi ở hướng Bắc. Nó có bao giờ mà nó thoát cái bờ được không A Nan, dễ hay là khó?" Ông A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, rất là khó. Cái con rùa nó đã mù rồi mà bọng cây nó trôi Đông Tây Nam Bắc, mà con rùa làm sao mà nổi trúng ngay cái bọng cây để nó vào bờ nó sống được. Đức Phật nói cũng vậy đó A Nan à. Làm người gặp Phật pháp cũng như con rùa mù mà nó ở giữa biển khơi, bọng cây trôi Đông Tây Nam Bắc, 100 năm trôi qua một lần thì làm sao con rùa mù mà ôm bọng cây lội vô được. Hôm nay tất cả chúng sanh gặp Phật là một cái nhân duyên may mắn hơn cái con rùa mù gấp trăm vạn lần đó quý vị à. Phải không? Cho nên Phật nói là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan danh. Tức là thân người khó được, nhưng mà Phật pháp khó nghe. Nhưng mà thân người khó được, mình hôm nay được thân người, nhưng mà được thân người nó đâu có tròn vẹn đâu quý vị. Có nghi lục căn kém khuyết, bệnh tật đủ thứ hết trơn. Có người sanh ra do cái nghiệp đời trước bị bẩm sinh, họ sanh ra họ mù rồi. Hoặc họ sanh ra họ phải bị què hai cái chân, họ đi không được. Hoặc họ sanh ra họ phải nằm một chỗ, nhưng mà họ vẫn là một cái nhân tố của con người. Nhưng mà sanh ra như vậy là do cái hạnh nghiệp của đời trước, cái túc nghiệp của đời trước, họ sanh ra họ phải chấp nhận cái cuộc đời như vậy. Phải không? Có người đó sanh ra đã nghèo từ nhỏ tới lớn, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, chưa có cái nhà che nắng che mưa và chưa biết một bữa ăn ngon. Bước ra một tấc đường thì biết bao nhiêu người khi dễ, nhưng mà cuộc đời của họ phải chấp nhận vậy. Rồi có người lại sanh ra sung sướng, nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn im, phương tiện đủ thứ, muốn cái gì có cái nấy, là do cái hạnh nghiệp của cái đời trước mà nó quyết định trong cuộc đời này. Vậy thì sanh ra được làm người rồi mà gặp được Phật pháp thì phải nói là thiên nan vạn nan, một điều khó lắm. Mà hôm nay đó đồng đạo cùng chúng tôi, tất cả chúng ta được nhân duyên Phật pháp và chúng ta được làm người thì phải nói là trong bao nhiêu tiền kiếp chúng ta đã tu. Cho nên có một lần Đức Phật nói rằng đó, trải qua 81 kiếp mà cái người nào có gieo duyên lành, có tu tập được thì cái kiếp 82 này mới sanh được làm người và tu tập để đắc đạo vãng sanh đúng quý vị à. Phải không? Cho nên thầy nói theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Nhất tâm tức là một lòng theo đạo. Chúng ta phải đặt trọn niềm tin vào đức thầy chúng ta là Phật. Bây giờ quy y với thầy rồi thì phải làm theo lời chỉ dạy của đức thầy. Ai nói cái gì thì nói, bên ngoài chuyện gì là chuyện, bây giờ không có bỏ bên ngoài nữa. Một lòng mới kịp. Phải không? Một lòng mới kịp là gì? Nghèo cũng tu, mà giàu quá cũng tu, bệnh cũng tu, mà sắp chết cũng tu, mà bây giờ mạnh giỏi cũng tu. Tu làm sao tới chúng ta mà bỏ cái xác này để chúng ta về Phật mới thôi. Phải không? Mà tu ở đây là phải nói tới cái chương trình hành đạo miên mật. Cái người này phải nhất tâm, phải một lòng, phải quyết định cuộc đời mình, gửi thân vào Tam Bảo, dâng theo lời chỉ dạy đức thầy, hạ thủ công phu, chấp nhận cực khổ, thức khuya dậy sớm, dầu là cực khổ đi làm đạo như thế nào, tốn bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu của, mà đắc đạo thành tiên thành Phật, là chúng ta một lòng làm ngay cái chỗ này thì chúng ta mới an lạc. Mà quý vị nghĩ coi, cái người tu chừng nào càng hành đạo nhiều, càng làm phước nhiều, càng buông xả diệt ác nhiều thì người này càng hạnh phúc nhiều, tâm an lạc nhiều, là chúng ta giới được lên cảnh giới của Đức Phật rồi đó. Chỉ chờ bỏ xác mà thôi. Còn nếu chúng ta ở đây tu đó mà lương ương là chết. Cho nên Phật nói rằng cái người đời không có tiền là họ khổ họ chết, mà cái người đạo ôm tiền là khổ là chết. Nó ngặt vậy đó. Cho nên cái người đạo phải đi ngược với người đời. Phải không? Đó, cho nên chúng ta đó, cái người đời tham danh, tham lợi, tham tiền, tham của, thì cái người tu mình buông, mình dục cái một hết trơn. Mình phải đi ngược vậy đó. Phải không? Đó, cho nên thầy nói theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Mới kịp là mới đúng với cái thời kỳ, mới đạt được cái kết quả, không bị trễ. Cho nếu mình mà theo đạo lý mà hai tâm, ba tâm, bốn tâm, nay đi theo ông này,
mốt đi theo ông kia, nghe nói đạo này, nghe nói đạo kia, tu gì mau, tu gì mau, mà giáo lý Đức Thầy không ôm sát tu riết rồi nó tào lao bát giác hết trơn, phải không quý vị? Tu riết rồi càng ngày sao thấy nó càng khổ không à, tu mà không thấy vui. Thầy nói hồng trần lao khổ suốt bao, khuyên tông lê thứ bước vào đường tu, mà tu rồi là thấy khổ, vì tu không có trúng pháp. Tu làm sao mà bệnh cũng được, nghèo cũng được, sắp chết cũng được, người ta sỉ dục nặng nhẹ cũng được, mà cái tâm này an lạc, vậy là đạt được cái kết quả. Cho nên thầy nói theo đạo lý nhất tâm mới kịp, là theo đạo lý, tức là quy y Tam Bảo, học theo lời chỉ dạy của Đức Phật, Đức Thầy, và làm theo, một lòng làm theo, dù chết cái thân này cũng làm theo, là sẽ đạt được kết quả và kịp với tất cả các thời kỳ, kể cả cái sinh mạng của chúng ta. Còn nếu không đó là chúng ta bị trễ. Tại sao vậy? Thầy nói ngày nay đã gặp dịp tu hành. Ngày nay có phải ngày nay là ngày 25 không? Không phải. Ngày nay là cái ngày Đức Thầy viết cái quyển nhì này nè, tức là Đức Thầy khai đạo nè, là gặp dịp tu hành, là gặp một cái cơ hội may mắn. Đây là một cái cơ hội may mắn. Phải nói là ngàn năm có một đó quý vị à, thiên nan vạn nan chứ không phải mà dễ gặp đạo đâu, phải không? Cho nên Đức Phật nói rằng đó, con người chúng sanh luân hồi sanh tử đó, cũng như cái người mà đứng ở trên lầu mà dòm xuống cái ngã tư gì đó, nó đi tùm lum hết trơn, nhưng mà đi vào thú vật, địa ngục, súc sanh không, đi làm người nhân thiên A-tu-la thì ít lắm. Cho nên thầy nói ngày nay đã gặp dịp tu hành, tức là một cái dịp may, một cái dịp gặp Phật ra đời, chứ không dễ gì. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây, mà thầy khẳng định là kim sơn Phật ấy giáng sanh rành rành, phải không? Cho nên Đức Thầy chúng ta là Phật, từ bên bồng mà bồng lai điên dễ có ngôi, Tây phương cực lạc không ngồi tòa sen, nhưng quá thương chúng sanh đời hạ quân mạt pháp, phước mỏng nghiệp dày chướng sâu huệ cạn, cho nên ngài không ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, còn len lỏi xuống trốn rừng trần phàm trần để chịu cảnh chê khen, thuyền từ bi thẳng cánh lướt sang qua đông độ vớt người hữu đức. Từ bên Tây phương qua bên đây quý vị ơi, bể trần sóng cuộn lao sao, sông thiền bát nhã lướt vào một phen, quảng chi lực kém tài hèn, dầu đời bạc đãi nhưng mà ngọn đèn cứ nêu. Đời này bạc đãi thầy, chê thầy, nặng nhẹ thầy, chê bai thầy, nhưng mà cái ngọn đèn chân lý thầy vẫn đốt. Soi từ đài cát xá liều, cho người trị lạc, biết điều nghĩa nhân. Giáo lý Đức Thầy chỉ dạy tức là soi, xá liều đài cát, đài tức là vua chúa, phải không? Cát tức những nhà giàu quan tước, phải không? Xá nhà bình thường, liều là tròi trại. Cho người trị lạc tức là không nhà không cửa, biết điều nghĩa nhân. Nói tóm lại cái người chưa từng tu, chưa từng biết đạo đức, cái người từng làm ác, cái người từng bất hiếu cha mẹ, từng đâm thê chém mướn, đó là trị lạc đó. Nhưng mà thầy vẫn dạy cho biết cái điều nghĩa nhân, tức là giáo lý Đức Thầy là tình thương. Hả? Hạp mùa kia tuyết giống kia bất luận, thải mọc mầm chỗ lá mấy màu, dầu cái giống này là chửi cha mắng mẹ, cái giống đâm heo thuốc chó gì cũng biết, thầy dạy hết trơn, phải không? Cho nên đó, thầy nói là này nay đà gặp dịp tu hành, tức là gặp một cái cơ hội, một cái dịp may, cái dịp gặp Phật ra đời. Chứ dễ gì ai mà được gặp Phật ra đời quý vị, mà nhất là trong cái thời kỳ sanh tử luân hồi này, tử thần nó đang rình rập với mình nè. Thầy cho biết là bệnh với tử từ kim chí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Thái tử Sĩ Đạt Ta, cung vàng điện ngọc lầu son rác tía. Tôi nói quý vị nghe, mình tu không biết sao đó, nếu mà cho quý vị làm vua dám bỏ tu về làm vua lắm à, phải không? Nhưng mà thái tử cho làm vua đâu có chịu. Đó, nửa đêm trốn vào rừng đó quý vị à, vì thái tử biết rằng đó, nếu ngồi ở đó làm vua thì tử thần tới hỏi thăm, phải không? Cho nên đó, làm Phật đó, làm vua nó thua làm Phật. Cho nên thầy nhắc lại cho chúng ta biết là Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Hay là mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc trong cung tước phế liền, xem đó hỡi người mau lập chí, tu hành khá nhớ giữ cho nguyên, phải không quý vị? Muốn đặng thành thần với Phật tiên, ráng tu ân đức chớ tu tiền, lợi danh chớp nhón như luồng gió. Thấy đó, lợi danh chớp nhón như luồng gió, thấy đó rồi đâu mất, bỗng mất liền, phải không? Sớm thức tỉnh tâm tầm đạo chánh, sau này về Phật với ngôi tiên, lập thân giúp thế nên công quả, mà muôn kiếp danh hiền sách dẫn biên. Đó, cho nên thầy nói ngày nay đã gặp việc tu hành, vậy thì bây giờ một cái cơ may, cái dịp gặp Phật ra đời mà mình sanh được làm người trong cái cõi trung độ này, vậy thì ráng tu chứ còn chờ gì nữa. Tôi nói không tu đó, mai mốt nó bệnh tới, cái nghiệp tới nó đòi nằm chỗ lấy gì tu, rồi mai mốt nó chết rồi
rồi lấy gì tu nữa quý vị. Đó, cho nên ngày xưa đó có cái vị thiền sư này, có cái người bạn mà ông đã tu là cái người tu lâu năm rồi, ông cái người đạt huệ, người ta cho ông là cái người tu là chứng đắc tại thế gian. Cho nên ông nghĩ đó, mình có cái nhân duyên với cái người bạn thôi, bây giờ mình lợi mình thăm người bạn mình coi, lợi thăm ông cái mới khuyên ông tu hành. Đó, cái ông nói tôi nói thiệt với anh nha, tôi cũng muốn tu lắm nhưng mà công việc nhiều quá nó không có tu được. Cái thứ nhất đó là cha tôi chết đó, cái hòm đó nó còn hoàng lại ở nhà mồ, cho nên chừng nào tu á, chết mà chôn cha tôi nó xong rồi mới tu được. Mà quý vị biết ở bên Tàu ngày xưa đó, cái người ta chết đó, người ta phải coi ngày, coi giờ, coi tháng, coi năm. Mà nếu không được ngày, giờ, tháng, năm đó, người ta hoàng ở nhà mồ hoài, chừng nào được người ta mới đem chôn. Cái người Tàu nó vậy đó. Cho nên còn để ngoài nhà mồ. Cái thứ hai là mấy đứa con gái chưa có gả chồng, cho nên chừng nào gả xong rồi tôi mới tu được. Cái thứ ba đó là nhà cửa chưa có làm lợi cho cấm đáo ấm cúng lại, chừng nào làm xong ba điều kiện này là tôi đi tu liền. Đó, cho nên khi mà ông bạn mình đó mà khuyên ta tu mà ông bạn mình không trả lời vậy, thôi ông thấy không vui trong lòng, ông bỏ đi quý vị, bỏ đi. Thì khi đi xong thời gian chừng 2-3 tháng ông mới quay trở về thăm ông bạn mình coi ông có hồi tâm chuyển ý không. Thì khi trở về đó thì thấy cái hòm để ơn trước rồi quý vị. Mà quý vị biết cái hòm để ơn trước là chết rồi. Đó, cho nên đó, chết rồi xong nó bắt đầu để cái hòm đó, bà con người ta tới lui, người ta cúng điếu, người ta khóc than kể lễ. Còn ông bạn mình đó, ông lợi tới thấy vậy rồi, cái ông mới làm 4 câu điếu ở trước đầu hòm đó. Ông này tên Trương Tổ Lưu, ông nói bạn tôi tên Trương Tổ Lưu khuyên ông niệm Phật hẹn 3 điều, 3 điều chưa dạng vô thường bắt mà đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Phải không? Ông nói bạn của ông là ông Trương Tổ Lưu á, mà khuyên ông niệm Phật ông hẹn 3 điều, khuyên ông tu ông hẹn làm xong 3 điều mới tu, mà 3 điều chưa dạng vô thường bắt đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. 3 điều này chưa có làm xong điều nào trơn. Đó, Diêm Vương bắt rồi, trách Diêm Vương thiệt chứ, phải để cho ông làm xong 3 điều ông tu rồi. Cho nên đó, bây giờ chúng ta thấy hoàn cảnh của ông Trương Tổ Lưu rồi. Bây giờ đó ai chưa tu thì chúng ta tu liền, mà tu rồi coi kỹ lại có cái đời tu của mình như vậy đó, có tu được, có đắc đạo, có thành tiên thành Phật không. Cho nếu mà mình tu đó cũng cúng lại vậy, rồi cũng đi niệm Phật vậy, cũng đi đám tuần tự vậy, mà cũng ích kỷ vậy, cũng sân hận vậy, cũng bỏng sản vậy, tôi không biết cái này tu sao à. Nguyện làm lành lắm dữ, mà lành làm dữ quốc luôn thì tan tành hết trơn, phải không quý vị. Cho nên quan trọng nhất là thực hiện cái lành thì phải tránh cái ác, mà tránh cái ác thì phải thực hiện cái lành. Đó, cho nên thầy nói là khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, lúc bắt hồn mắc gì cũng đi. Khuyên tu thì hẹn này hẹn nọ, mà tới chừng tử thần nó tới, quý vị có nói để làm lúa xong không? Không được, phải không? Cho nên tử thần tới giờ nào cũng đi hết trơn, bất cứ bằng cái gì. Cho nên thân mình là thân vô thường, nó chết bất đắc kỳ tử, nó bệnh bất đắc kỳ tử, nó ra đi không biết giờ nào. Cho nên thầy dạy chúng ta phải ráng tu để mà chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu. Vậy thì ngày nay phải ráng tu cho trọn ngày nay, ngày nay xong rồi ngủ, ngày mai thức dậy còn sống tu tiếp tục một ngày nữa. Cái chuyện làm ăn là vẫn làm ăn, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta tu theo đạo lý, phải nhất tâm, phải hành đạo mới kịp, chứ nếu không là tư tục, phải không? Ngày nay đã gặp dịp tu hành. Vậy thì cái câu này thầy nói là ngày nay, tức là cái ngày Đức Thầy khai đạo, chúng ta có nhân duyên, chúng ta được tu hành, chúng ta được quy y với ông Phật, theo giáo điều của ông Phật, chúng ta học theo Phật, làm theo Phật, để chúng ta thành Phật, để về cảnh giới của Đức Phật. Đó là cái dịp tu hành. Đến cái câu thứ ba thầy nói niệm Di Đà tráng niệm cho rành. Niệm Di Đà ở đây là niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, tức là cái người tu thì chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây còn gọi là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật, tại vì trong đời tu nó có hai phần. Phần thứ nhất tức là thiền tông, tức là tự tu sửa cái thân của mình, không còn làm ác nữa mà làm tất cả các việc thiện, tức là tự lực. Mà chúng ta niệm Phật tức là nhờ tha lực của mười phương chư Phật. Đức Phật cứu độ chúng sanh đời hạ quân bạc pháp bằng ba phương pháp. Cái thứ nhất là thần thông. Thần thông phép Phật muôn nghìn, cõi lành nắm chặt, ác mình thảnh thơi. Thần thông của Phật mà cái người nào tu là có chạm vô. Cái thứ hai nữa là hào quang, phải không? Hào quang đó, A-di-đà nhìn xếp các cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Ai mà hiền đức là trúng cái hào quang của Phật thì được an lạc. Cái thứ ba nữa là cái câu Nam Mô A-di-đà Phật,
vạn đức hồng danh, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Ai niệm tới danh hiệu của ngài, công đức vô lượng vô biên, cứu khổ Nam Mô vô lượng phước mà diệt nàng tu rỉ hữu thiên kinh. Cho nên đây là pháp môn hoàn toàn nhờ vào tha lực, hoành siêu tam giới. Niệm Phật chỉ trong một đời, không phải đi từ cái cõi thần, cõi trời, cõi thinh văn duyên giác, mà chúng ta đi thẳng một mạch về cõi Phật, tức là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cục luân hồi. Nhưng mà ở đây thầy nói niệm Di Đà, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật có hai cách niệm. Cái cách thứ nhất là gì? Chúng ta niệm trong thời khóa, tức là chúng ta cúng xong, ngồi bán già hoặc là ngồi kiết già, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Cái thứ hai nữa là niệm cái câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, nhất thập nhất vạn cửu thiên, ngũ bá đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Đây là cái cách thứ nhất niệm trong thời khóa. Và cái cách thứ hai là ngoài thời khóa, gọi là tứ tướng quay nghi, tức là đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc, phải không? Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm, đi, đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Thôi bây giờ cầu cho cái linh hồn này đi, nó được giảng sanh đi, phải không? Thầy chỉ rõ đường đi nước bước rồi, tìm cực lạc đây rành đường ngõ. Còn cái thân này nó làm sao thầy kể quý vị ơi. Lỡ nghèo hơn sớm riện chút không sao, cái nhà nhỏ hơn chút cũng không sao. Mà quan trọng nhất cái tướng mình lực hơn, mà mình niệm Phật ít hơn ta, mình giàu hơn, mà làm phước ít hơn ta, là coi chừng mình thua cái chỗ đó. So đo về phương pháp tu tập, đừng so đo về của cải. Tại vì trong cái thời kỳ này, của cải này cuối cùng rồi, nhắm mắt xuôi tay, nó sẽ bỏ lại tất cả, và những gì chúng ta tu được chúng ta mới đem theo được. Cho nên thầy dạy nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem dài hầu non, chỉ có tội phước hãy còn, phải không? Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Chết rồi mà không có tu, chết rồi mà niệm Phật thiếu công đức, không đủ điều kiện về Phật, không đủ điều kiện giảng sanh, lúc đó còn tính còn toan gì nữa quý vị. Đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, dình giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Còn việc tu thân thiện tính hững hờ, thì chừng quả đến e cho có tránh. Cho nên thầy hối mình ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu, tức là cái tội nó mất hết, phước hưởng trường tồn, phước nó còn hoài, không còn mắc nẻo, dạy khôn lưng hầu. Đó quý vị thấy chưa? Cho nên thầy nói niệm Di Đà, tức là tu các pháp môn niệm Phật, mà pháp môn niệm Phật này gọi là hoành siêu tam giới, đi thẳng một mạch về cõi trời, về cái cõi Phật luôn, chỉ trong một kiếp này. Nhưng mà quan trọng nhất chúng ta phải niệm đúng theo bổn nguyện của chư Phật, đúng theo lời chỉ dạy của Đức Thầy. Cho niệm Phật mà làm ác không được à, phải không? Cho nên có một lần đó, anh Ba Hơn đó, ở bàn đạo với số anh em, bàn đạo xong rồi đó, nói ngày mai đó tôi đi lên Sài Gòn thăm Đức Thầy. Nói anh thăm Đức Thầy, anh cho tôi hỏi coi. Thầy nói niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi thiên thánh, hay là xưa nay sáu chữ lạnh tanh chẳng ai chịu khó niệm sành tử coi, kỳ tâm thì quá coi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, rạch tim đem để máu vào thì là mới khỏi máu đầu tuôn rơi, hay là bá gia phải ráng làm lành niệm Phật cho rành tận thấy thật tiên. Vậy là niệm sành với niệm rành là sao? Cho nên anh Ba Hơn lên nhà thương chợ quán ông thăm Đức Thầy, thông xong rồi thao đổi đạo đức thầy giảng đạo cho nghe, tới chừng ông đi về cái ông ra về, thầy hỏi làm sao, ông Ba Hơn có ai ở dưới quê nhắn gửi gì rồi có nhớ không, cái ông mới nhớ lại hỏi, thì thầy mới giảng. Thầy nói niệm Phật rành đó, cái người niệm Phật rành là phải có từ bi hỷ xả, phải biết cứu khổ ban vui, phải biết thương người. Còn cái người mà niệm Phật sành đó thì cái người này phải biết trừ thập ác, phải không quý vị? Cho nên quan trọng nhất thầy nói niệm Di Đà ráng niệm cho rành. Như vậy niệm Di Đà tức là cái người tu pháp môn niệm Phật thì thứ nhất chúng ta phải biết trừ thập ác. Tại vì thập ác là gì? Là 10 điều ác, mà cái người niệm Phật á mà còn sát sanh thì không được. Nó trái với chủ thiết từ bi của Phật, phải không? Mà cái người mà niệm Phật mà còn đạo tặc, còn đi ăn trộm cướp thì nó trái với chủ tử chủ bi của Phật, phải không? Cái thứ ba, niệm Phật mà còn tà dâm thì nó trái với lời chỉ dạy của Đức Phật. Cho nên niệm Phật rồi, thân không còn sát sanh, không còn đạo tặc, không còn tà dâm, mà khẩu chúng ta đó là thứ nhất là không còn nói hai chiều, phải không? Cái thứ hai nữa, không còn ỷ ngôn nói nặng nhẹ những người người thấp kém hơn mình. Cái thứ ba nữa là không được nói ác khẩu, những tiếng tục tằn chửi rủa thần thánh.
Cái thứ tư là không được nói láo, nói thêm thừa, nói quyển quạt. Cái chuyện có mà nói không, cái chuyện không nói có đó, làm cho nhiều người đó, người ta cả một đời tu người ta chịu quan đó quý vị à, mà quan này không có cách nào giải ra được. Cho nên thầy dạy đó, làm cho kẻ khác chịu quan tình. Cái người khác mà chỉ nghe cái lời nói mà phán định cái người đó là cái đời tu người đó, người ta chịu quan cả một đời tu vậy đó. Mà tới chừng hết cái nghiệp rồi thì quý vị biết người ta trải qua biết bao nhiêu năm cực khổ. Mà cái cực khổ đó là do mình làm. Cho nên đó, niệm Phật là không được nói ác khẩu vọng ngữ, phải không? Lưỡng thiệt ỷ ngôn. Cái thứ ba nữa đó là cái tâm của chúng ta, cái ý của chúng ta, tức là cái người niệm Phật thì tham không được, phải không? Bây giờ niệm Phật mà tham lam đủ thứ trơn, tính cái này tính cái nọ, tính hơn tính thua, phải không? À, rồi sân nộ, mà niệm Phật mà giận hở ra chữ lộn đâu có được, phải không? Rồi mê si, tức là tâm tối nhìn của cải này cái gì cũng của mình không, rồi cố gắng lo gìn giữ hoài mà quên niệm Phật không có gì lạ. Ngồi niệm Phật mà còn ích kỷ. Tôi nói có ông hai này ông tu đấy, ông ngồi niệm Phật một tiếng, ông ngồi niệm Phật hai tiếng. Cái hôm nọ ông cúng khuya xong, cái ông ngồi niệm Phật, ông niệm Phật xong, cái có cái cô này có đi ngang giấc khuya khoảng 4 giờ khuya rồi, cái bánh xe xẹp mà đi giao đồ cho anh ta, nói ông hai ơi, con biết ông á là có cái ống bơm, ông cho con mượn cái ống bơm đi, con bơm chiếc xe con giao hàng cho anh ta. Nếu mà con không có cái ống bơm mà giao hàng đó là anh ta bỏ hàng con, là gia đình của con bị đói khổ sở. Ông hai nghe nhưng mà sợ mình bỏ ra cho mượn ống bơm mất cái thời giờ niệm Phật, cho nên ông cứ ngồi niệm hoài. Bà kia bà đăng nỉ riết không được, bà bỏ đi. Đi xong ông hai niệm Phật tới sáng rồi, ông bị rây rứt trong tâm, ông nói đó, thay vì mình cho anh ta mượn đi mình niệm tới sáng cũng được, bây giờ người ta khổ vậy mà mình ngồi mình niệm Phật vậy, vậy có từ bi hỷ xả gì đâu. Đó, ông hai hối hận. Thì quý vị biết qua cái câu chuyện trên, chúng ta đừng để mình hối hận nữa. Cho nên Đức Thầy dạy niệm Phật thì chúng ta không có mê si, phải tham lam sân nộ là dứt trừ 10 điều ác, cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, tây phương quyết đáo chừng vui Phật đài, phải không? Hay là tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng tây phương. Trong đường tu mà nương theo tam nghiệp thì khổ đảo lắm vậy. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về khỏi Phật. Cho nên cái người niệm Phật rành là cái người này không còn chạm vào 10 điều ác, không chạm 10 điều ác mà phải tu 10 điều thiện. Cái người niệm Phật sanh là cái người phải có từ bi hỷ xả. Từ bi là gì? Là cứu khổ ban vui, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh thi khổ. Lòng từ của Phật là làm cho chúng sanh an vui, lòng bi của Phật là làm cho chúng sanh hết khổ. Như vậy thì ai chưa tu, mình khuyên người ta tu, cho người ta thấy người ta an vui với mình. Mà ai đang khổ, mình san sẻ cái khổ để cho người ta hết khổ với mình. Thì đây là cái người biết niệm Phật, biết có từ bi hỷ xả, đúng như bộ hoài của chư Phật, đúng lấy lời chỉ dạy của Thầy, thì cái người này nhất định sẽ đắc đạo giảng sanh, phải không? Cái thứ ba nữa, niệm Phật phải có tính nguyện hạnh à, phải không? Tính tức là phải lòng tin, tin sâu, phải nguyện thiết, tha thiết nguyện cầu và hành thâm. Hành thâm là đi đứng nằm ngồi. Tôi nói quý vị nghe đó, cái thời tới cái thời này rồi đó, mà mình nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn luôn đi, ai mà cúng xong mà niệm Phật tiếng tiếng mấy chắc ít có lắm, phải không quý vị? Phải không? Mình tu năm nay mấy chục năm rồi mà từ niệm Phật 15 phút, không lẽ 15 phút hoài, 20 phút hoài, bây giờ phải tăng lên 30, 40, rồi bây giờ phải đi đứng nằm ngồi xuyên suốt. Tức là cái tâm của chúng ta lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Để gì? Để diệt trừ tất cả các vọng niệm. Vì phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh đó quý vị à. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, vì cái vọng niệm thấy trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Nên nay hãy thành tâm niệm Phật. Nếu niệm một niệm Phật ác lìa một niệm chúng sanh, và niệm niệm Phật thì lìa tất cả các niệm chúng sanh. Cho đến khi nhất tâm bất loạn sự ham muốn, niệm chúng sanh đã dứt sự ham muốn và các tình dục, còn đâu mà nảy sinh ra được, phải không quý vị? Cho nên thầy dạy niệm Di Đà, ráng niệm cho rành là vậy. Cho rành với cho rành là phải có từ bi hỷ xả, phải có đủ tính nguyện hạnh và có gì, có đủ tính nguyện hạnh và dứt trừ thập ác. Thì nếu mà chúng ta ở trên chúng ta có tu hành rồi, có sửa ác rồi, tức là tự tu rồi, rồi bây giờ chúng ta có niệm Phật nhờ tha lực của Đức Phật nữa, người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi được gió thuận chiều, đường về trống biết bao nhiêu, được hai xích độ thì mau siêu phàm trần, giảng sanh nhẹ nhàng chứ không có gì trơn. Đến cái câu thứ tư là cuối cùng là thì mới được sống coi tiền thánh. Cái chỗ này mới quan trọng. Nãy giờ nói tới quy y theo đạo không à, nói tới hành đạo, nói tới tu, nói tới niệm Phật, mà bây giờ thì mới được sống. Vậy quý vị nghĩ trên đời này có ai không chết không? Ai cũng chết hết trơn á. Nhưng mà cái người tu đó thì chưa đến cái thời kỳ, nhưng mà chết thì khác à.
đời sau khi chết thì rồi, đạo sau khi chết thì ngồi tòa sen. Hôm kia có ông đạo ở xã hội, ông xuống tâm sự với tôi, ông nói anh Bảy, anh Bảy à, bây giờ thầy chưa về, Long Hoa chưa khai mở, vậy đồng đạo mình chết rồi sao? Tôi nói chết rồi thầy đem về cái bầu trời riêng của thầy ở núi thấp á, tu với Nguyễn Trung Trực, tu với ông Đức Cô Quảng á, tu với đồng đạo chúng ta đó, đến cái thời kỳ Long Hoa khai mở rồi, trên đài cao á, thầy gọi các linh hồn lúc đó lên dự hội chứ không có gì trơn. Mà quan trọng nhất là bây giờ mình tu, còn nếu đủ điều kiện giảng sanh thì bay về cái cõi Phật luôn, phải không quý vị? Cho nên thầy nói thì mới được sống, tức là cái người trên đời này ai cũng chết, nhưng mà cái người chết gọi là gì? Là thai hồn đổi xác, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Sau này cái người chết rồi, nếu sớm đó, đi về cái bầu trời riêng của thầy, nếu đủ điều kiện thì vào là hội Long Hoa, sau lập hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thai hồn, hay là lão giả hậu quy nhân ấu giả ly kỳ thiên định dĩ thiên la, lạ lùng lắm. Cái người tu do cái tu tập đó, do cái thời kỳ đó mà nghe đức thầy tức là Phật Di Lặc sau này thuyết pháp đắc đạo giảng sanh, thân bằng tứ đại giả hợp, chuyển bằng thanh kim, thân bằng kim cang, thân bằng na na duyên, thân bằng vàng rồng, ngồi chung với mười phương chư Phật trong hội Long Hoa. Còn cái người không tu đó sau này cũng chết, chết rồi phải chuyển lưng trong nhân vật các loài căn mờ ám, làm điều dạy dột, tức là đầu sanh làm thú cầm, làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh, bởi mãn say xưa thôi kịp theo kịp vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống, phải không? Vậy thì mới được sống. Như vậy sống cái thứ hai nữa, tức là cái người sau này đến cái thời kỳ rồi, nước dân lũ lụt, chiến tranh giặc giả, ác thú dãy đầy, yêu tinh cấu xé, phải không? Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác khi nhắm mắt làm sao cứu những người hung ác. Cho nên cái người hung ác rồi thì sau này không có sống được quý vị. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh, chinh chiều ruột đau, hổ lang thì ác thú buông bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghinh ngang, đón đường nó bắt xe tàn sát hồn, hay là sao tà tinh ăn sống nước tươi mà ba tánh chẳng lo cải thiện, hay là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha chừng ấy, nổi dậy phong ba có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Vậy thì cái người hung, cái người không tu, sống ở đâu muốn chạy chỗ nào cũng không có tài nào mà thoát khỏi được. Còn cái người tu thì sau này sẽ có văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt sóng bườm lon, rước người tu niệm xuê sang thủy tình. Vậy thì cái người tu, quý vị dầu ngồi tại chỗ, sau này cũng có người tới cứu, tức là con Phật thì Phật dắt, con ma, ma bắt, con quỷ, quỷ diều. Cho nên thầy nói thì được sống coi tiền thánh, sau này Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, hay là đến hội trăm quan còn hiện được thì ra xác thịt có cần đâu, mà sống sao coi tiên coi thánh. Vậy bây giờ mình giải cái từ tiên thánh để mình hiểu, phải không? Nhiều khi người ta nói tiên tức là tu mà niệm Phật vậy, mà tu vậy đó mà lên được tới cõi tiên, không phải. Tiên nó có bốn phần. Cái phần thứ nhất gọi là địa tiên, mà địa tiên ở đây gọi là cồn ưu tịch cho những người tu, gọi là địa tiên, tức là Danh Châu, Phương Trượng và Bồng Lai. Và cái cõi tiên thứ hai gọi là thiên tiên, mà thiên tiên ở đây gồm tam thập tam thiên, tức 33 cõi trời tầng trời, để cho những người tu thập thiện, những người tu phước, phải không? Phước nhiều tiên cánh lên dài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê, hay là Phật trời chẳng lượng nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Cái nghĩa tiên thứ ba tức là giải thoát tiên, mà giải thoát tiên ở đây là chỉ có hàng nhị thừa, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát. Cái thứ tư là gì? Là Đại La Thiên Tiên, tức đây cũng gọi là Phật, Phật vị tiên nhân, trung tri tối tôn giả mà diệt sư đại tiên, phải không? Diệt sư đại tiên, Phật cũng gọi là vị tiên cao nhất. Cho nên cái cõi tiên này gọi là cõi tiên giải thoát. Cái thứ hai nữa là coi tiên thánh. Thánh ở đây có hai phần. Phần thứ nhất là thế gian thánh. Thế gian thánh như ngài Đức Khổng Tử, phải không? Tam thiên đồ đệ, thất thập nhị hiền thủ, rồi á thánh tức là Mạnh Tử, là đệ tử của Đức Khổng Thánh. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ hai nữa là quyền thánh. Mà quyền thánh ở đây là chỉ cho hàng nhị thừa, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát. Cái thứ ba là đại thánh, mà đại thánh là chỉ cho Phật, cái hàng cao nhất đại thánh là Phật Thích Ca, phải không? Vậy thì mới được sống coi tiên thánh, tức là muốn được về cảnh giới giải thoát, cái cảnh giới an lạc, cái cảnh giới an vui, cái cảnh giới không còn cảnh luân hồi sanh tử, cái cảnh giới này tâm đồng nhau thượng thiện vui dày, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Nó khác như cái cõi thế gian,
tám cái điều khổ thì nó trở thành tám cái điều vui. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, mưu cầu bắt đắc khổ, biệt ly cay đắng khổ, quan tăng hội khổ, ưu sầu lo ngại khổ. Thì qua bến cái cõi tiên cõi thánh giải thoát này rồi thì nó sẽ đổi lại là tám lượt vui, phải không? Liên qua quán sanh lạc, tướng hảo trang nghiêm lạc, công đức thanh tịnh lạc, vô lượng thọ lạc, như ý sở cầu lạc, thánh chúng quần cư lạc, thượng thiện đồng tâm lạc, ly chư phiền não lạc, phải không? Tức là tám điều khổ nó trở thành tám cái điều vui. Và cái thể này nó không còn là bốn chất đất nước gió lửa, mà cái thể này nó toàn là bằng vàng rồng. Nó không phải ăn no mà đau bụng xấu xí hôi hám dơ dáy, mà ở cảnh giới cực lạc là cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Cho nên về tới cái cõi cực lạc rồi, cõi tiên thánh này không còn dùng cái lời lẽ nào mà diễn tả hết được. Bây giờ nếu ai có xem qua kinh A Di Đà thì mới hiểu rõ cái cảnh giới cực lạc. Tại sao Đức Thầy là sứ giả của Như Lai từ bên cực lạc mà khuyến khích chúng ta về cực lạc? Về cực lạc là không còn một điều khổ. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nạc mùi. Nào ai rõ, cái vui triệt đáo thôi không còn bàn nữa. Phải không quý vị, triệt đáo là không còn bàn nữa. Ở đây vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh, không có cái gì của mình. Nhưng bên cực lạc là chân thường, chân ngã, chân tịnh, hoàn toàn không thay đổi, cái gì cũng thật hết trơn. Cho nên chính vì vậy thầy khuyến khích chúng ta tu tập để về bên cảnh giới đó. Bây giờ tóm lại bốn câu giảng. Theo đạo lý chích tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên hết. Cái câu đầu tiên, thầy khuyến khích mình quy y Tam Bảo, học giáo lý của thầy tu tập, một lòng nghe lời thầy, dầu hoàn cảnh có thay đổi, thân này có thay đổi như thế nào, chúng ta cũng một lòng theo đạo theo thầy để tu tập. Cái phần thứ hai là ngày nay đà gặp dịp tu hành, tức là gặp một cái cơ may, gặp Phật ra đời, ráng nỗ sức hành đạo. Đó, bây giờ cúng lại, niệm Phật, làm lành, tránh ác, tạo phước cho nhiều. Mỗi ngày mỗi làm, mỗi ngày mỗi làm, mà mỗi giờ mỗi làm, mỗi giây phút mỗi làm, mỗi giây mỗi làm. Và cái giai đoạn thứ ba nữa, câu thứ ba thầy kêu mình tu pháp môn niệm Phật. Niệm Phật, ráng đi đứng nằm ngồi, ráng niệm chớ quên. Hàng ngày chúng ta tu tập, ôn luyện như vậy. Đây, cái pháp này nó cũng hay hay mà tôi áp dụng lâu rồi nha. Quý vị nên nhớ rằng muốn tập cho mình niệm Phật được dẻo dai, được bền bỉ không quên, sáng giật mình thức dậy, lần còn ngồi dị niệm Phật, rút cái cây đánh răng niệm Phật, chét kem vô niệm Phật, đánh răng xong niệm Phật, dắt vô niệm Phật, mặc áo niệm Phật, tới giờ do cơm cũng niệm Phật, ăn cơm cũng niệm Phật, bỏ chén niệm Phật, uống nước niệm Phật, tập riết toàn là Phật, Phật ở trong tâm, không mà không về Phật sao được, phải không? Cái này phải có thời gian tu tập. Vậy thì niệm rành rồi, tránh được 10 điều ác rồi, có từ bi hỷ xả rồi, có đủ tính nguyện hạnh rồi, thương nhân mến vật, tâm này là tâm Phật thì mới được sống coi tiên thánh. Vậy là sống đời thượng cổ, sống đời là gặp Đức Thầy trở lại, chuyển lập hội Long Hoa, phải không? Phật Dương Đà chỉ rõ mấy diệu quyền, chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả, phải không? Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, nhưng mà sau đắc đạo gặp điều cao quý. Tóm lại bốn câu, thờ giới phú thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, qua 50 phút phải siêu trích ra bốn câu giảng trong quyển nhì, trình bày đến đây cũng tạm xong. Cảm ơn quý vị đã chú ý và lắng nghe. Nếu chỗ nào phải siêu có trình bày tối nghĩa, mong quý vị gan hỷ nhắc nhở thêm. Cầu chúc cho quý vị thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao Phật pháp, đắc thành đạo quả. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý